Chào các bạn, hôm nay mình xin nói về cái mặt dao động đa hài sử dụng transistor. Thì bộ đa hài nó là một mặt dùng để thay đổi hai trạng thái đơn giản, tức là trạng thái sáng tắt của đèn đấy. Nó gồm hai linh kiện khuếch đại, và trong này nó hai linh kiện khuếch đại này là hai con transistor. Và thường gặp nhất là cái mặt đa hài, mặt tạo dao động, tạo ra sóng vuông. Linh kiện được sử dụng trong trường hợp này là C1815, và để nhớ cái chân của nó thì C1815 là ta đọc chân đầu tiên là chân chân đầu tiên nó là chân E, chân tiếp theo là chân B, chân E, chân C và chân B. Thì chúng ta có thể đọc là em có bầu, đọc như thế cho nó dễ nhớ. Về nguyên lý mạch, đầu tiên chúng ta khi mà chúng ta mạch điện là nó bao gồm con hai con tran tran và ta đặt tên nó là Q1 và con này là con Q2 đấy. Có cực C của Q1 được nối với cực B của Q2 và ngược lại thông qua C1 và C2. R1 và R2 là hai điện trở tải, trong này là R1 và R2 là vì mạch này là mạch đa hài đối xứng và có độ rộng xung là bằng 0,7 nhân RC và chu kỳ xung là 1,4 nhân RC, cho nên R1 nó bằng R2 và nó bằng 100 111K, và còn R3 nó bằng R4 là bằng 10K. Bây giờ đầu tiên chúng ta cấp cấp điện cấp nguồn cho nó đấy. Thì ta thấy nó sáng luân phiên nhau đúng không? Khi mới cấp nguồn thì Q1 và Q2 đều dẫn điện. Giả thiết rằng là IC1 lớn hơn IC2 thì lúc đó là Q1 sẽ thông và Q2 sẽ bị khóa. Đó là một trạng thái cân bằng thứ nhất và có xung ra. Ở trong thời gian nhất định thì do có sự phóng điện giữa C1 và sự nạp điện của C2 đi qua Q1. Q1 tức là trang 1 đấy. Đang thông cho nên làm điện thế tại cực B của Q1 và Q2 biến đổi theo chiều làm cho Q1 bị đang thông thì bị khóa, còn Q2 đang khóa bị thông. Đó là trạng thái cân bằng thứ hai và có xung ra. Khi Q2 đã thông thì tụ C2 sẽ được được nạp tụ C2 sẽ được nạp đầy và phóng điện qua qua Q2, còn C1 sẽ phóng hết điện ra. C1 nó sẽ phóng hết điện ra và được nạp lại điện thông qua Q2. Quá trình nạp và phóng này sẽ làm cho điện thế tại cực B Q1 Q2 biến đổi theo chiều làm cho Q2 đang thông thì bị khóa, Q1 đang khóa thì bị thông. Kết quả là nó đang ở trạng thái cân bằng cho nên có xung ra, và là quá trình này cứ thế tiếp diễn. Lưu ý một điều là Q1 và Q2 trong trường hợp này dùng là nó giống nhau. Đấy, cho nên R1 nó phải R2, R3 nó bằng R4. Bằng giá trị nào đó. Độ rộng xung của nó là bằng 0,7 nhân RC. Chu kỳ xung là 1,4 nhân RC. Thì chúng ta kết thúc cái nguyên lý của mạch dao động đa hài đối xứng tại đây.